Anh Châu, đang làm gì vậy? Cô không biết à? Công ty chúng ta mới có một tổng giám đốc marketing. Tôi đang chuẩn bị phòng cho anh ta. Cấp cao như thế sao ở lại cùng phòng với chúng ta? Lại còn ở cạnh phòng kế toán nữa. Tôi thấy chuyện này cứ sao sao. Tôi cũng thấy khó hiểu. Theo lý mà nói thì giám đốc này là cấp phó tổng. Phòng làm việc phải ở tầng 23, sao lại chuyển xuống đây không biết. Nghe nói anh ta là lính nhảy dù. Vì để gần dân hơn nên đặc biệt dọn xuống đây. Giám đốc Lâm gọi vào phòng họp kìa. Đi nào. Giảng Giao đi nào. Chào mọi người, tôi là Giảng Giao, trợ lý nghiệp vụ mới đến. Chào cô, tôi là Châu Tần, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Châu. Cô không gọi anh ta là Tiểu Châu được đâu. Anh ta là giám đốc nghiệp vụ cấp cao, tiền bối của cô đấy, phải gọi là anh Châu. Cậu ta cùng chức vụ với cô đấy. Hai người sẽ có rất nhiều việc phải phối hợp với nhau. Sau này có thể trao đổi nhiều hơn. Cậu ta là Tiểu Mạch, nhớ nhé. Hoan nghênh cô. Chào anh. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Phục vụ người đẹp là hân hạnh của tôi. Nào mời ngồi. Được rồi. Kế hoạch làm việc tuần này tôi đã gửi email cho mọi người. Ngồi ở đây ngoài Tiểu Giảng, còn lại đều là nhân viên lâu năm. Tôi cũng không cần nói nhiều. Giảng Giao, kết quả thử việc của cô rất đáng nể. Tiếp tục cố gắng nhé. Vâng ạ. Cô chính là Giảng Giao. Chào giám đốc Lâm. Tổng giám đốc vẫn chưa đến à? Chủ tịch còn giữ anh ấy lại nói vài câu, sẽ đến ngay thôi. Hoan nghênh tổng giám đốc Bạc Cận Ngôn. Tổng giám đốc Bạc, mời ngồi. Vì đây là tổng giám đốc Bạc Cận Ngôn, chúng ta rất vinh hạnh. Sau này dưới sự lãnh đạo của anh ấy, công việc của bộ phận thị trường thứ hai sẽ phát triển ngày càng rực rỡ. Theo ý của chủ tịch, tổng giám đốc Bạc đến bộ phận chúng ta chủ yếu để nắm phương hướng về chiến lược kinh doanh cơ bản, sẽ không quan tâm đến những việc bình thường. Cho nên từ nay mọi người có việc gì cứ trực tiếp báo cáo với tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc Bạc. Tổng giám đốc Bạc, anh nói vài câu với mọi người đi. Để tôi nói rõ ràng hơn nhé. Tôi chỉ nhận chức ở đây trong thời gian ngắn. Mọi người không cần phải lấy lòng tôi. Tôi cũng không có hơi sức để đáp ứng mọi người. Khi tôi làm việc cũng có thói quen riêng. Mọi người chỉ cần phối hợp theo yêu cầu của tôi là được. Tất cả sống trong hòa bình. Khi tôi đi, đều sẽ chấm điểm A hết cho mọi người. Tổng giám đốc Bạc, vẫn chưa tuyển được thư ký cho anh. Giảng Giao là trợ lý nghiệp vụ mới được tuyển đến. Thời gian này cô ấy sẽ đảm nhiệm làm thư ký cho anh. Tùy cô. Từ nay tổng giám đốc Bạc sẽ là lãnh đạo của cô. Những việc khác tạm thời cô không cần làm. Vâng. Theo tôi vào trong.
Không biết công tử nhà nào mà kiêu căng thế, chạy đến bộ phận của chúng ta luyện tập. Thật đáng thương cho người đẹp giảng giao. Giải thích đi. Không thể thoát khỏi số kiếp làm trợ lý. Bạc Cận Ngôn, mời vào. Tổng giám đốc Bạc, làm phiền anh. Bê vào đi. Tổng giám đốc, anh xem máy tính này nên để ở đâu? Tùy thôi. Để ở nơi tôi có thể nhìn thấy là được. Tổng giám đốc, vậy tôi ra ngoài trước đây. Anh đừng nói với tôi là vì công ty này xảy ra vụ án nên anh phải đóng giả làm tổng giám đốc nằm vùng ở đây, sau đó cử tôi đến. Tôi rất vui vì thấy đại não của cô đã bắt đầu hoạt động. Chỉ hơi tiếc là tốc độ có hơi chậm một chút. Bạc Cận Ngôn, sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh phá án thì cứ phá án đi. Sao anh có thể không báo một tiếng đã lôi tôi vào công việc này rồi? Anh có biết tôi vì công việc này đã bỏ ra biết bao công sức không hả? Đây là công việc cả đời tôi mơ ước. Lúc điều tra anh không muốn bị làm phiền. Tôi cũng mong muốn yên ổn làm việc, không bị gây rối bởi những thứ linh tinh. Nhưng mà anh xem, bây giờ bị thành ra thế này. Tôi là điều tra viên chốn công sở hay là nữ nhân viên hai mặt? Đợi sau khi anh đi rồi, tôi còn mặt mũi nào đối mặt với đồng nghiệp đây? Vậy thì mọi người sẽ nói đây là nữ gián điệp của công an. Khi nói chuyện với cô ta, hãy cẩn thận. Hay là vụ án tiếp theo của anh là dở trò khiến tôi nhảy qua đó? Tôi tưởng rằng là cô tình nguyện giúp tôi. Vụ án trước chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ. Đây là hai việc khác nhau. Tôi cam tâm tình nguyện giúp anh là một chuyện, còn công việc cuộc sống của tôi bị anh chiếm mất thì lại là một chuyện khác. Uy quyền của anh lẽ nào thấp đến nỗi đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu? Đã đến chơi trà chiều rồi. Một cốc mocha, một cốc vani. Hỏi cô muốn uống ly nào? Bao nhiêu tiền ạ? Cảm ơn anh. Tiền gì chứ? Sao thế? Khóc đi à? Không có, không sao. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Cảm ơn anh, không có gì. Mocha, cảm ơn. Anh tự lấy đi. Thực tế thì công việc này sẽ không làm phiền cô quá nhiều. Tôi điều tra phá vụ án cổ máy giết người chỉ mất có 5 ngày. Vụ án của một doanh nghiệp có thể có hàm lượng kỹ thuật cao, có thể tốn của tôi bao nhiêu thời gian chứ? Thứ cho tôi nói thẳng, cô có biết bây giờ cô đang làm gì không? Cô đang bán sản phẩm giá thấp đến một nơi khác với giá cao hơn. Đợi sau khi cô chết, cô muốn nói cho con cháu của cô biết kiếp này cô đã vận chuyển bao nhiêu hàng hóa, hay là muốn nói cho chúng biết cô đã cứu được bao nhiêu mạng người? Nói lung tung.
anh mới là nhân viên vận chuyển thì có. Công việc tôi làm là lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, là việc cần thiết. Được thôi, quý cô lưu thông hàng hóa. Có thể xem tư liệu nạn nhân một chút không? Cô ta trông rất giống cô. Đã tự tử vào tháng trước. Chúng ta bắt đầu điều tra từ cô ta. Không phải anh kia bắt hung thủ giết người hàng loạt hung hãn tàn bạo hay sao? Anh có hứng thú với cái chết của một nhân viên văn phòng không? Không hứng thú. Chỉ là lý do không thể từ chối. Cô ta là đặc công của Bộ Công an à? Cô tưởng Bộ Công an ăn no rồi phái người tới làm nhân viên vận chuyển sao? Xin lỗi, là lưu thông hàng hóa chứ. Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Alo. Tôi biết rồi. Đi thôi. Sao cơ? Đi gặp một người phụ nữ phiền phức. Nếu không cô tưởng tôi thích phá vụ án vô vị như thế này sao? Đi. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Bạc đến rồi. Chủ tịch, chào chị, em là Giảng Giao. Nào, ngồi đi. Đến đây nào. Còn tưởng trợ lý sẽ giống cậu, là một người quái gở tự cao tự đại chứ. Tất nhiên là không phải rồi ạ. Chị đánh giá tôi như vậy sao? Cô cũng nghĩ thế à? Là ai không nói tiếng nào đã bắt tôi chuyển công tác chứ? Cô Giảng, là tôi bảo Cận Ngôn đến công ty điều tra, nhưng cậu ấy kiên quyết đòi cô đến đây làm việc mới chịu nhận. Vậy tôi chỉ có thể điều động công việc của cô. Tôi tưởng hai người đã thảo thuận xong rồi. Không ngờ cậu vẫn thích làm việc theo ý mình như thế. Đã thảo luận xong rồi, mới lúc nãy thôi. Nói việc chính đi. Khoảng thời gian trước, công ty tổ chức lễ tổng kết nửa năm ở biệt thự Lá Đỏ. Vương Uyển Nhi ở một mình trong phòng tắm, cắt cổ tay tự sát, còn để lại di thư. Trên người không hề có vết thương do bị tấn công. Người nhà yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Cuối cùng phía cảnh sát kết luận là tự sát. Kết luận tự sát cũng không ảnh hưởng gì đến công ty chị. Chị là chủ tịch của công ty, cũng chưa từng gặp người chết, tại sao phải điều tra sâu hơn? Tôi vốn không muốn điều tra sâu hơn. Một tháng trước, tôi liên tục nhận được những giấy tờ này. Trong này có viết, cái chết của Vương Uyển Nhi không phải là cắt cổ tay tự sát, mà có nội tình khác. Còn các cấp cao của công ty Trần Vũ cũng muốn che giấu mọi chuyện, đã chi cho gia đình người chết 100.000 tệ, yêu cầu không được khám nghiệm tử thi. Chị có che giấu không? Công ty Trần Vũ chỉ riêng ở trong nước đã có hơn 1.000 công nhân. Trước khi nhận được giấy tờ này, tôi vốn không hề chú ý đến vụ việc tự sát này, càng không có khả năng tồn tại nội tình gì đó. Trong đây có đính kèm tờ chuyển khoản để chứng minh bố của Vương Uyển Nhi đích thực đã nhận 100.000. Bên chuyển khoản là một tài khoản nước ngoài nặc danh. Người gửi giấy tờ này đã tiến hành điều tra tài khoản này. Anh ta nói đã nắm được chứng cớ trong tay. Tài khoản ở Mỹ này mới là người chuyển tiền thực sự. Là ai?
Rõ ràng là chị quen biết chủ nhân của tài khoản này. Trông chị rất căng thẳng. Là ai? Y Dương. Là ai? Là chồng sắp cưới của chị ấy. Nửa năm nay phần lớn thời gian Y Dương đều ở Hồng Kông. Tôi tin anh ấy không liên quan đến vụ việc này, nhưng đây thực sự là tài khoản của anh ấy. Nếu cô muốn che giấu sự thật phạm tội, cô có dùng chính tài khoản của mình để chuyển tiền không? Cho nên tôi muốn cậu nhanh chóng điều tra rõ việc này. Rốt cuộc là ai giở trò đằng sau? Còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết? Tôi không muốn vụ việc này làm phiền tôi nữa. Được, tôi biết rồi. Nhưng tôi muốn chị hứa với tôi một chuyện đã. Chuyện tiền nong sao? Hình như Giảng Giao rất thích công việc hiện tại của cô ấy. Đợi sau khi kết thúc việc điều tra, tôi hy vọng cô ấy có thể tiếp tục ở lại công ty, là một nhân viên nhỏ bé không ai biết đến. Tôi biết chị giỏi việc khống chế dư luận và che giấu sự thật. Vì thế, xin đừng để những người khác cho rằng cô ấy là điều tra viên chốn công sở, là nữ nhân viên hai mặt, hay là người kỳ lạ khó hiểu gì đấy. Được không? Không thành vấn đề. Cảm ơn. Cơm nhà nấu vẫn là ngon nhất. Ý nghĩa hơn nhiều so với mấy thứ tiệc tùng rượu chè gì đó. Giao Giao, tiếp tục thế này Cận Ngôn sẽ bị em nuôi thành heo đấy. Yên tâm đi, tôi ăn thế nào cũng sẽ không béo được đâu. Bạc tiên sinh, anh có biết câu nói này của anh đã bị liệt vào một trong 10 câu nói dễ bị ăn đánh nhất trong lịch sử không? Được, nói đi, tìm tôi có việc gì? Mời anh ăn cơm. Đó là em thôi. Cận Ngôn có lòng tốt vậy sao? Chắc chắn là có việc gì đó muốn sai vặt tôi. Cậu điều tra tất cả những gì liên quan đến tài khoản này. Nhắc nhở cậu một câu, có khả năng sẽ có những giao dịch bị mật mã ngụy trang, người bình thường không điều tra ra được. Người bình thường? Tôi là người bình thường sao? Cậu chắc chắn muốn tôi kiểm tra cái này. Cậu không sợ tôi tìm ra anh rể cậu có gì mờ ám sao? Anh rể ai cơ? Lận Y Dương là chồng sắp cưới của chủ tịch Doãn. Vậy chủ tịch Doãn là chị gái của anh? Chị ta không phải chị gái tôi. Chỉ là 20 năm trước bố chị ta đã lấy mẹ của tôi. Vậy chị ấy là chị gái của anh rồi. Bố mẹ tôi với chị ta, bố mẹ chị ta với tôi đều không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Dù vậy thì chị ấy vẫn là chị gái của anh. Về mặt pháp luật, Lận Y Dương là anh rể của anh. Anh cho rằng mối quan hệ như vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc phán đoán của anh sao? Đương nhiên là không. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Em nói xem nào. Anh có chắc muốn điều tra dựa trên cách nghĩ của tôi? Vụ án này cho em đi điều tra, coi như là để em rèn luyện nâng cao năng lực trợ lý. Tôi không phải là trợ lý của anh. Là em đấy. Tôi là trợ lý nghiệp vụ của công ty Trường Vũ. Tôi là tổng giám đốc marketing của công ty Trường Vũ. Anh không phải, là tôi đấy. Anh không phải, là chính tôi đấy. Này, tôi vẫn đang ở đây đấy. Bộ trang phục này không hợp với em. Thay quần áo đi, ra ngoài. Làm gì? Đi mua đồ. Ý
Ý của anh là đồ dùng trong nhà tôi anh cũng đều muốn mua một bộ sao? Gối, chăn, chặn giấy, gạo thơm. Không phải, chẳng phải hôm qua anh còn nói anh không tài nào hiểu nổi hay sao? Xin chỉnh sửa lại, là hai bộ. Nghe nói xong thì Phó Tử Ngộ cũng cần. Em không thấy đây là quyết định tốt nhất sao? Em đã làm một việc vô cùng phức tạp, hiệu quả thấp và vặt vãnh. Nếu cùng chia sẻ với chúng tôi, có thể tăng cao hiệu quả gấp 3 lần. Bà Cận Ngôn, có người khoe khoang như anh sao? Tôi khen mắt nhìn của em, nhưng coi thường hiệu quả của em, không mâu thuẫn chút nào. Anh muốn tôi tự đi mua? Vậy anh đi theo làm gì? Em tưởng tôi muốn đi à? Phó Tử Ngộ hôm nay đi công tác rồi. Vậy nên anh mới làm tài xế. Cảm ơn, không có gì. Em đưa tôi thứ này làm gì? Gom đủ 10 tờ hóa đơn này sẽ được thưởng một con cá hả? Mắt nhìn của cô thật tin tưởng. Chiếc đệm này của chúng tôi bán rất chạy. Cô có thể nằm xuống thử xem. Chiếc đệm này tuyệt đối không có mùi lạ, hơn nữa lại vô cùng chắc chắn. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không bị hỏng chứ? Anh yên tâm, lăn qua lăn lại cũng không hỏng được đâu à. Xin hai người cứ thử nghiệm trước đi ạ. Nếu cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Anh sẽ lăn lộn trên giường à? Đương nhiên là không. Chỉ có trầm mặc mới lăn lộn trên giường của tôi thôi. Giảng Giao, dọn lên ở cùng tôi đi. Dễ dàng nhận thấy tôi và em sống cùng nhau, hiệu quả sẽ càng cao. Chuyện tôi không hứng thú vừa vặn lại là những việc em thích và có sở trường. Như vậy sau này hiệu quả công việc của tôi sẽ càng tăng cao. Thưa anh chị, chiếc đệm này có hợp ý với anh chị không? Xin cô tạm thời đừng nói gì. Nói một cách gián tiếp, em cũng sẽ càng phát huy được giá trị của mình. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Sao em không có hứng thú với tôi? Em còn chưa trả lời tôi. Sao không có hứng thú ở cùng với tôi? Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi thích yên tĩnh. Tôi sẽ không dọn đến sống với anh đâu. Đừng nhắc lại nữa.
em đã đưa ra một quyết định sai lầm. Mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của con. Hãy để con cảm nhận sự trống rỗng và buông thả, điểm bắt đầu và kết thúc của bóng tối lần cuối. Con đã làm sai rất nhiều chuyện, sai hết lần này đến lần khác. Con không thể nào quay đầu được nữa, nên con sẽ không quay đầu nữa. Con lựa chọn kết thúc. Mẹ ơi, trong tài khoản ngân hàng của con còn 20.000 tệ. Mật khẩu là sinh nhật của con. Tiền không nhiều. Con xin lỗi mẹ. Xin mẹ đừng đau buồn. Quyết định này đối với con là một sự giải thoát. Con không thể thay đổi, không thể phản kháng lại số phận. Nhưng ít nhất con có thể lựa chọn sự kết thúc. Sinh mạng của con nằm trong tay con. Tạm biệt mẹ. Xin đừng đau buồn. Ngày mai lại là sự khởi đầu mới. Con gái bất hiếu, Uyển Vi. Tôi đọc xong di thư rồi. Làm trợ lý của tôi, điều quan trọng nhất là không được đa sầu đa cảm. Trở về trạng thái bình thường được chưa? Con gái ai cũng đa sầu đa cảm, trừ khi anh tìm một người con trai. Hơn nữa, người con trai này còn phải biết nấu cơm, câu cá, biết giúp anh sắp xếp nhà cửa, chăm sóc Trầm Mặc. Còn không chê cái kiểu kén cá chọn canh của anh. Có phải cảnh sát cảm thấy bức di thư này rất chân tình tha thiết, nên mới kết luận là tự sát? Điểm này chắc không có vấn đề gì chứ. Tình cảm là thứ không thể suy đoán bằng khoa học được. Nếu chỉ dựa vào điểm này mà kết luận là tự sát, vậy thì hắn làm giả thành tự sát. Việc đó quá đơn giản. Hung thủ chỉ cần tưởng tượng bản thân mình sắp chết, viết một đoạn là được. Tôi ghét nhất là câu hỏi của người mới học việc, đơn giản đến vô vị. Mau nói đi. Đây quả thực là di thư cô ta chuẩn bị từ trước, vì muốn tự sát. Đầu tiên, lúc cô ta viết di thư vẫn chưa bị cưỡng bức, bởi vì nét chữ rất mực mà, lại còn rất bay bướm, viết liền một mạch. Nếu cô ta bị người khác hiếp bức, thì giữa các hàng chữ của cô ta sẽ có rất nhiều lỗi hoặc là đứt đoạn. Ngoài điểm này ra, vẫn còn rất nhiều bằng chứng. Ví dụ trong lúc cô ta viết di thư đã dùng rất nhiều sự ví von. Ví dụ như bại tướng, võ, động không đáy, vực thẳm. Còn có rất nhiều những câu văn trùng lặp. Ví dụ như mẹ ơi đừng sợ. Lại còn mấy câu không đầu không cuối nữa. Cuộc sống của tôi trở nên u ám, bẩn thỉu. Em nghĩ người viết thư giả hoặc là cưỡng bức cô ta sẽ viết như thế nào? Những điều trên đều không phải. Hắn sẽ yêu cầu cô ta viết bức di thư này thật rõ ràng, đơn giản, vào thẳng vấn đề, logic rõ ràng, tránh để nhìn vào là có sơ hở. Nhưng trong bức di thư này, nhìn từ nét chữ có thể thấy đều có một vài lỗi nhỏ trong lối hành văn, còn có thói quen nhỏ. Vậy nên bức di thư này là thật. Người nói dối sẽ cố gắng nói dối thật hoàn hảo, nhưng người nói thật sẽ không chú ý đến nhiều như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
Trước tiên bắt đầu điều tra nguyên nhân tự sát, làm rõ mọi thứ liên quan đến cô ta. Bắt đầu điều tra như thế nào? Nguyên nhân khiến một cô gái bình thường tự tử là những thứ gì? Chuyện tình cảm, công việc, áp lực kinh tế, sức khỏe bệnh tật. Tốt lắm. Tôi chẳng có hứng thú nào với những điều tra trên. Em quyết định đi. Vậy bắt đầu điều tra từ bối cảnh của người chết. Em sẽ xem sách tâm lý học phạm tội. Nữ điều tra viên chốn công sở mà, đều nên làm thôi. Giảng Giao, cô đang làm gì thế? Tôi đang giúp tổng giám đốc Bạc tìm một bản tư liệu khách hàng. Lát nữa tôi bảo người khác đánh máy gửi cho cô một bản. Đi nào, tôi mời cô ăn cơm. Đi. Để hôm khác đi ạ. Cô nghĩ nhiều rồi. Còn có người khác nữa. Những người của bộ phận khác đều có mặt. Đi thôi. Nước của anh đây. Tôi hỏi anh một chút. Blog của Vương Uyển Nhi đã bị người khác xóa đi rồi. Liệu là ai chứ? Nếu là vấn đề tình cảm thì là do anh ta sao? Cô cảm thấy có chất cồn ngon hơn hay không có ngon hơn? Cái này tùy vào sở thích của anh à. Tôi thích. Cô giới thiệu bản thân cho tôi đi. Hay là anh ta? Nếu là áp lực công việc. Được, tôi làm ngay đây. Thật xin lỗi, thật ngại quá. Tạm biệt giám đốc Lâm. Không phải giám đốc Lâm không thích Vương Uyển Vi chứ? Tôi nói cho cô biết, đây là bí mật. Giám đốc Lâm rất nghiêm khắc với cấp dưới, đặc biệt là với những người xinh đẹp như cô. Thỏ trắng, cẩn thận kẻo bị sói ăn thịt đấy. Anh Chu, ai là sói lớn? Ăn đồ của anh đi. Đừng nghe anh ta. Xin lỗi, tổng giám đốc Bạc tìm tôi. Tôi đi trước đây. Tôi cũng ăn xong rồi. Tôi đưa cô đi. Cô gái xinh đẹp, cô không cần vội vàng như vậy đâu. Sợ anh ta thế à? Cẩn thận luôn tốt mà. Cô đúng là nghiệp dư quá. Cứ thoải mái, hít thở sâu. Ở kia kìa. Cứ nhớ lời tôi nói với cô. Cứ thoải mái vào, tạm biệt. Nếu tôi là em, tôi sẽ cố hết sức tránh tiếp xúc thân thể với bọn họ. Giọng điệu anh có thể đừng khinh ghét như vậy có được không? Người ta cũng đâu có chạm vào tôi.
Em làm gì thế? Xin lỗi, chạm vào anh rồi. Vô vị. Cái gì thế này? Blog của Vương Uyển Vi. Anh điều tra rồi à? Tôi cũng điều tra rồi, nhưng đã bị người khác xóa mất. Anh điều tra được từ đâu vậy? Sau này em phải học theo tiết tấu của tôi rồi. Ngày mùng 4 tháng 9, anh mặc một chiếc áo sơ mi mới, rất đẹp trai. Tôi gặp được anh ở phòng trà. Anh nói biên bản cuộc họp của tôi hôm qua viết rất tốt, tôi rất vui. Ngày 9 tháng 11, hôm nay anh thắt một chiếc cà vạt màu xanh nhạt. Tôi phát hiện anh có rất nhiều cà vạt màu xanh. Anh có biết rằng tôi cũng rất thích màu xanh, và đó cũng là màu may mắn của tôi. Ngày 20 tháng 11, làm thế nào đây? Hình như tôi càng ngày càng thích anh rồi. Nếu như trái tim tôi trong trẻo như nước, thì anh chính là dòng suối mát lành, từng giọt chiếm lấy, lấp đầy trái tim tôi. Ngày 28 tháng 12, tại sao làm gì cũng không suôn sẻ thế này? Anh vẫn cười và nói chuyện với tôi, nhưng trong lòng chắc sẽ cảm thấy tôi thật ngu ngốc và vô dụng. Anh ta, đó là mạch thần. Tuy Bùi Trạch cũng hay thắt cà vạt màu xanh, nhưng những từ như tỏa sáng, sạch sẽ, dòng suối để miêu tả người đàn ông này thì chắc chắn là mạch thần. Bởi vì mạch thần cho người khác cảm giác như vậy. Hoan nghênh cô. Không hợp với khí chất của Bùi Trạch. Dòng suối tỏa sáng, ví von. Cách miêu tả logic của cô gái này tôi thật không hiểu nổi, nhưng tôi đồng ý với quan điểm của em. Đó là mạch thần. Phụ nữ sẽ ví von tôi như thế nào nhỉ? Ví von thế nào cũng được sao? Em muốn nói gì? Đầu tiên tôi cần nói trước, cách so sánh của tôi không hề có ý xúc phạm gì đâu. Là một con Labrador vừa ngạo mạn vừa kiêu căng. Khả năng tu từ của em còn kém xa Vương Uyển Vi.